Xin chào quý vị, thật là vui khi ngày hôm nay gặp lại một người chị rất là thân thương, đó là chị Thúy và anh Bá. Chúng tôi đã xa cách rất nhiều năm, không gặp lại. Ngày hôm nay cơ duyên gặp lại anh chị, thì anh chị mời anh đến. Lúc đầu anh chị ngay tới để thăm anh chị thôi. Sau đó thì anh chị giới thiệu một cái sản phẩm mới với thương hiệu là Nu Skin, và là Hương vô cùng tin tưởng anh chị, tại Hương chơi với anh chị rất là nhiều năm rồi, tình thương, tình thân rất là nhiều năm, và anh chị đã thử cho Hương trong vòng 10 phút trên khuôn mặt của mình. Thực sự là nghĩa là như một phép màu, cái điều đó lạ lùng mà nó nhanh khủng khiếp như vậy. Hương chưa thấy một cái sản phẩm nào mà nó có thể mang lại hiệu quả nhanh như thế, thì mình chắc chắn là sẽ đi theo cái chương trình này và giới thiệu cho rất nhiều các fan của mình, để mỗi người những ngày còn đẹp hơn, trẻ hơn, để đi theo hơn, nghe hát nhiều hơn nữa.